Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Nhật Bản của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 6. 1. Tôi vươn dài cổ, để miếng thịt bò trôi vào thực quản, hào hứng gọi, "Ông chủ, cho thêm nửa cân nữa." Sukino khẽ đằng hắng, "Thịt bò Kobe tính bằng gram đấy." Thế thì cho thêm 500 gram nữa. Tôi hiếm khi có thể chuyển đổi đơn vị thần tốc thế này. Tôi sảng khoái xoa bụng, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, quay sang Nguyệt Bính, thêm một ly nữa nhé. Rồi tôi thuận tay rót đầy ly. Bí ngô, biết đây là rượu gì không? Nguyệt Bính lắc chiếc ly chân cao, động tác tao nhã hệt như một quý ông châu Âu. Đây là Romane Conti giá ít nhất cũng phải nghìn đô, thuộc dòng vang đỏ Burgundy. Mày ngửi thử xem, có mùi thơm của bơ, hương hoa và vị cam thảo không? Nhìn màu của nó có giống như hồng ngọc không? Cậu uống như voi uống nước thế, đúng là phí của rời. Không ngờ anh lại am hiểu rượu vang đến vậy. Sokino tỏ ra hào hứng. Tôi chửi thầm cái thằng kia thường ngày chỉ biết nắp rượu trắng, từ khi nào lại biến thành đẳng cấp thế? Nếu không phải là ăn nhiều thịt bò cô bê khát nước thì tôi chẳng thèm uống cái thứ rượu vang chua chẳng ra chua ngọt chẳng ra ngọt này. Chẳng biết là ai quy định ăn bò bít tết nhất định phải uống rượu vang đỏ kia chứ. Cánh cửa kéo khẽ đẩy ra, cô phục vụ mặc kimono hai tay nâng cao khay gỗ đựng thịt bò bước vào, quỳ xuống trước bàn, thận trọng khom lưng đặt khay gỗ xuống, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, lại khom người thật thấp cây nữa, làm phiền quý khách phải đợi lâu, xin mời thưởng thức rồi bước lui ra ngoài, cúi dạp người khép cửa. Đợi toàn bộ nghi lễ dườm già này hoàn chỉnh, bụng tôi từ đã réo ẩm lên như trống, rãi rớt chảy đầy miệng tới mức đủ để đánh được răng. Nghe nói những con bò dùng để chế biến món bít tết bò cô bê từ nhỏ đã được uống bia để thúc đẩy tuần hoàn máu, ngủ đệm mát xa, khiến cho thớ thịt nạc mỡ đan sen đẹp như đá hoa cương, ăn vào không xác không mấy, cứ như tan ra trong miệng, hương vị tuyệt hào khiến người ta không thể nào quên. Tôi càng kinh ngạc hơn nữa khi nghe Sukino nói rằng những con bò này hàng ngày đều được nghe nhạc cổ điển. Xem ra câu thành ngữ đàn gảy tai châu đã sai tuyết Nhật Bản. Nháy mắt, khay thịt bò trên bàn đã vơi quá nửa. Lúc này, Nguyệt Bính cũng không giả bộ quý tộc nữa, ăn uống nhồm nhòm, khóe miệng bóng nhảy có lẽ là bộ dạng ăn uống chết đói của chúng tôi trông khó coi quá nên sukino cầm khăn chấm lên khóe miệng nói khéo trong hai anh ăn ngon lành quá ăn tự nhiên thì mới ngon chứ cô có thử không sukino vội xua tay không tôi ra ngoài một lát thấy cô đi khuất tôi bèn thì thầm hỏi nguyệt bính này mày học đầu được kiến thức về rượu vang thế nguyệt bính gắp một miếng tướng nhét vào miệng tao có dỗi hơi đâu mà tìm hiểu về cái này vừa rồi thấy Sokino bảo uống rượu vang, sợ chúng ta chẳng biết mô tê gì thì mất mặt nên tao mới âm thầm Google tên rượu một cái để bổ sung kiến thức đấy. Tôi nghe mà méo mặt, Nguyệt Bính, mày cũng thâm hiểm thật đấy. Rồi tôi thở hát ra, chúng ta ở đây ăn thịt uống rượu, còn Kuroba ở trong bệnh viện truyền nước. Chật, đúng là thiên đường địa ngục cách nhau một ý niệm. Sau khi giải quyết xong sự kiện người mèo, chúng tôi đưa thẳng Kuroba vào bệnh viện. Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, truy hỏi rốt cục bị bao nhiêu người đánh mới thành ra bộ dạng này. Cho tới khi Sukino trung thể sĩ quan cảnh sát ra, bác sĩ lập tức im lặng một cách chuyên nghiệp. Kuroha thương tích không nhẹ, Sukino bèn liên hệ với mấy cảnh sát tới chăm sóc, rồi đặt phòng ở khách sạn New Oriental ở gần Sincop cho chúng tôi nghỉ ngơi. Còn mời chúng tôi đi ăn thịt bò cô Bê để cảm ơn. Xong bữa ăn sang chảnh, ba người chúng tôi đi dạo phố đêm Kobe. Có người đẹp làm hướng dẫn viên, đúng là thú vị không gì bằng. Kobe một thành phố hiện đại nhưng cũng rất đẹp, phong cách đông tây kết hợp hài hòa, nhà cửa xen kẽ với núi non. Khác với những thành thị của nước tôi, nhà cửa ở thành phố này tuy dày đặc nhưng ít nhà cao tầng, trông rất hài hòa đẹp mắt. Khác với cảnh tượng dòng người đông đúc hối hả trong những thước phim về cảnh đô thị Nhật Bản, đường phố ở đây trông khá yên tĩnh người đi lại trên đường trông vẫn giữ được vài phần nhàn tàn. Hầu như các hộ gia đình đều trồng hoa tươi ở góc nhà, đường phố cũng sống động màu hoa cỏ. Cho nên, cuộc sống lý tưởng theo quan niệm của người Nhật Bản là khởi nghiệp ở Tokyo, kiếm tiền ở Osaka, cư trú ở Kobe. Vừa đi vừa nghe Suomino giới thiệu đủ điều thú vị về thành phố này, tôi chỉ bực một nỗi sao thằng Nguyệt Bính kia lại cứ ở đây làm kỳ đà cản mũi. Ngày mai, mời các anh tới núi Rocco tắm suối nước nóng nhé. Khi đưa chúng tôi về phòng, Sukino đề nghị, suối nước nóng. Tôi đóng cửa lại, ba con chữ kia vẫn không ngừng vang vẳng trong đầu. Nguyệt, Nguyệt Bính, cô, cô ấy nói suối nước nóng, phải không? Tôi lắp ba lắp bắp hỏi. Nguyệt Bính đổ người xuống giường, tao nghe thấy rồi, có tới mức phấn khích đến vậy không? Tôi toát cả mồ hôi, không biết là căng thẳng hay là phấn khích. Nghe nói suối nước nóng ở Nhật Bản đều là nam nữ tắm chung đấy. Ờ, Nguyệt Bính thở ơ tìm điện thoại di động sạc pin, nam nữ tắm chung đấy. Tôi nhấn mạnh, thì tao đang sạc pin điện thoại đây. Nguyệt Bính nhìn tôi bó tay, chứ lỡ mai điện thoại hết pin, muốn chụp trộm xô kino cũng khó. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vừa nãy hưng phấn quá độ không nghĩ tới chuyện này, té ra không phải hai chúng tôi tắm riêng mà còn có cả con kỳ đào nguyệt bính nữa và tôi lại nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm túc còn có rất nhiều người lạ cũng tắm chung với chúng tôi ôi trời ơi, ơi thế thì nữ thần của tôi sẽ tha hồ bị nhìn miễn phí mang theo tâm trạng mâu thuẫn này tôi thấp thỏm cả đêm không mon giấc nên tới hôm sau ngồi trên chiếc toyota của sukino tôi lại ngủ gà ngủ gật suốt ngủ không ngon à sukino hỏi hôm nay cô ấy mặc kimono người nhật bản coi tắm suối nước nóng là một nghi thức rất linh thiêng nên đều mặc kimono để tỏ ý long trọng mái tóc dài kết thành búi sau đầu toát lên một phong cách khác hẳn chắc tại hôm qua ăn no quá đấy mà nguyệt bính nửa đùa nửa thật nhìn tôi hai núi rocco nằm ở phía bắc cô bê từ đông sang tây kéo dài hơn ba chục cây số từ xa nhìn lại thế núi không cao Thảm thực vật xanh xanh đỏ đỏ như tấm thảm gấm rực rỡ sắc màu phủ trên triền núi. Lưng núi vài đám mây trắng lưỡng lờ khiến phong cảnh càng thêm tuyệt mỹ. Xe xịn người đẹp, phong cảnh thần tiên, đương nhiên là tôi rất hào hứng, cơn buồn ngủ đã biến mất tâm mất tích. Nhưng thật đáng ghét, Sukino và Nguyệt Bính suốt dọc đường cứ luôn miệng bàn bạc về rách. Nguyệt Bính kể lại tường tận mọi việc xảy ra ở Thái Lan cho cô ấy nghe đến cả việc theo doang học cổ thuật từ nhỏ làm vệ sĩ âm thầm bảo vệ tên giá mắt đỏ bất tài là tôi và hình xăm phượng hoàng trên người nó nói chung là dốc sạch sành xanh không coi sukino là người ngoài nữa sukino chăm chú lắng nghe đến đoạn tôi bị gieo cổ biến thành người mắt đỏ cô nghiêng đầu nhìn tôi cười không ngờ thân thế của anh lại phức tạp như vậy đấy tôi nghe mà ỉu xìu không nói năng gì quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ Sukino có lẽ cảm thấy mình lỡ lời, bèn đổi đề tài, thế theo các anh, tại sao rách lại làm như vậy? Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, chỉ có thể kết luận đây là một tên biến thái. Những câu trả lời chắc chắn sẽ không đơn giản như tôi tưởng tượng. Nguyệt Bính gõ khẽ vào cửa kính, nói hắn đang thu thập dương khí. Sukino gật gù, ở Thái Lan, hắn lợi dụng cửa hàng nêu thu thập móng tay dương bạch. Sang Nhật Bản, hắn mở trung tâm thẩm mỹ thu thập dương dịch anh nguyệt phân tích như vậy cũng có lý tôi thầm tự hỏi rách thu thập bao nhiêu dương khí như thế để làm gì để hồi sinh một cánh quân cương thi đang chôn giấu ở một nơi nào đó để thống trị địa cầu nhưng cái tình tiết kiểu phim mỹ này chỉ có thể là tưởng tượng của các nhà biên kịch không thể tin được đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ khi xảy ra sự kiện bộ da người trên cột điện ở miyajima Sukino khẳng định chắc nịch là do rách làm. Thế nhưng những cột đèn ở đó dùng để hút âm khí. Khi âm khí bị hút hết thì Miyajima sẽ chỉ còn lại khí dương. Đó chẳng phải là điều rách cần sao. Hơn nữa, tại sao Sukino và người đàn bà bị rạch miệng trông lại giống nhau đến vậy? Tôi lén đưa mắt nhìn Sukino, càng nghĩ càng cảm thấy sự xuất hiện của người đàn bà bị rạch miệng không ngẫu nhiên như thế. Nhưng bảo tôi dựa vào những manh mối này để suy luận thì rất xin lỗi, tôi không phải Conan. Chân tướng của chuyện này chắc phải đợi đến khi tìm được Jack mới biết được. Nhưng cổ thuật của Jack đã mất hết, chỉ còn sót lại khả năng thôi miên, cho dù tài thôi miên của hắn có ghê gớm đến đâu chăng nữa, tôi không tin hắn có thể điều khiển được tinh thần của tôi. Núi này tên là núi Loco, Sukino chợt lên tiếng, "Các anh có biết truyền thuyết về ngọn núi này không?" tôi nhìn sang nguyệt bính mấp máy mau google nguyệt bính lắc đầu mấp máy môi đáp lại không có sóng các anh không biết cũng là dễ hiểu dù sao thì các anh cũng không phải người nhật bản sukino xoay vô lăng tránh một hòn đá núi to bằng nắm tay rocco chữ hán là lục giáp lục giáp tượng trưng cho cái gì cái này thì tôi biết nên cấp quyền trả lời là sáu cặp can chi bắt đầu bằng thiên can giáp tức giáp tý giáp dần Giáp thìn, giáp mỏ, giáp thân, giáp tuất. Tương truyền đó là những ngày phụ nữ dễ thụ thai nhất, nên phụ nữ có thai được gọi là thân mang lục giáp. Sukino gật đầu nói, đây cũng là nguồn gốc của núi Rokko. Truyền thuyết kể rằng xưa kia, nơi đây là biển khơi bất tận, chỉ có một đỉnh núi cô độc lẻ loi, hàng ngày được mặt trời hun đúc mà có được sinh mệnh. Cuối cùng đến một ngày, nó phun ra ngọn lửa rừng rực từ những sinh mệnh đã hoài thai trong cơ thể ra biển lớn, hình thành bốn hòn đảo lớn kích thước khác nhau, được gọi là bốn vị thần. Bốn vị thần kế thừa chí nguyện của người mẹ, lại sinh ra rất nhiều rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Và người Nhật Bản chúng tôi sinh ra trên những hòn đảo này. Dân tộc Đại hòa là con của thần mặt trời. Núi Rokko là núi mẹ của toàn Nhật Bản. Hai chúng tôi đều gật gù lắng nghe lời kể của người đẹp. Sukino vẽ chỉ vào đỉnh núi đằng xa, nói: "Các anh có nhìn thấy những đám khói kia không? Truyền thuyết nói rằng, tất cả sinh linh của Nhật Bản chúng tôi, bao gồm đảo Nhật Bản, đều là do khói trên núi Rokko sinh ra. Cho nên ở đây tuyệt đối không được hút thuốc, vì khói mù ở đây là khói linh thiêng, nếu nơi này xuất hiện khói của trần gian, sẽ khơi dậy sự căm ghét của người canh giữ khói là ma khói và kẻ đốt khói sẽ bị hủy diệt." Tôi chẳng tin vào mấy loại thần thoại nhát ma kiểu này, đang cố nặn óc định bóp ra một câu trả lời ba phải, bỗng bùm một tiếng vang động, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người đang đốt pháo hoa. Ba, một chiếc xe AI-86 đã được độ lại, màu sắc lòe loẹt lao vụt qua bên cạnh chúng tôi, từ cửa sổ xe chốc chốc lại thỏ ra mấy ống pháo hoa, phun bùm bùm lên trời. Mấy cô cậu choai choai ăn vận hoa hòe hoa sói, tóc nhuộm cầu vồng đang điên cuồng hò hét nhảy nhót trong xe, còn thò nửa người ra ngoài cửa sổ huyết sáo với chúng tôi. Nguyệt Bính trao mày, đúng là một lũ dị hởm. Sukino kêu khẽ, gay rồi. Họ đang hút thuốc. Khói thuốc bay ra phì phèo qua khe cửa sổ, lập tức bị gió thổi tan. Trong xe lại có ai ném một tờ giấy ăn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tờ giấy vẫn dính vào mép của, gió thổi bay phần phật giống như là đang đập của đời vào. Hiện tượng này có thể giải thích từ góc độ khoa học, do trong và ngoài xe có luồng không khí đối lưu do tốc độ gây nên, tạo nên sức ép lên toàn bộ thân xe. Giữa không khí và thân xe luôn có một khe hở hình thành do sự ma sát giữa trạng thái tĩnh và trạng thái động. Độ dày của tờ giấy vừa hay vừa khít với độ rộng của khe khí, mép giấy không bị gió của tầng đối lưu thốc lên, nên bị kẹp giữa không khí và thân xe, dính chặt lên trên xe. Có nhìn thấy tờ giấy kia không? Sukino đạp mạnh đuổi theo chiếc AI-86. Giấy ném từ trong xe ra đã dính phải khói ở trong xe. Nó cảm nhận được sự căm ghét của ma khói nên tìm cách trốn vào trong xe đấy. Chân ga, Sukino, tôi rất tôn trọng tín ngưỡng dân tộc của các cô. Thế nhưng, Nguyệt Bính tỏ ra không thể tin nổi. Các anh không thể hiểu nổi sự tôn trọng của thầy âm dương đối với giấy. Cũng không thể hiểu nổi ma khói đáng sợ như thế nào đâu. Sukino hiếm khi tỏ ra giận dữ như vậy, lại đạp mạnh chân ga. Xe tăng tốc thình lình khiến tôi bật ngửa, cổ đập vào thành ghế, còn chưa hết choáng váng, trước mặt tôi đã xuất hiện một cảnh tượng dị thường. Từ trong núi tuôn ra một đụn khói trắng toát, chớp mắt đã phủ kín chiếc AI-86 đang lao vùn vụt. Vài tảng đá lớn lăn lông lốc xuống trước mũi xe tầm 3, 4 mét. Tiếng phanh xe cháy đường. Tôi và Nguyệt Bính vận mặt vào ghế trước tối tăm mặt mũi, lúc ngẩng đầu lên đã thấy chiếc AI-86 đâm sầm vào tảng đá. Dầm một tiếng chát chúa, đuôi xe chống ngược, đầu xe cắm vào tảng đá, lõm sâu vào trong. Đá vụn, gính vỡ, mảnh vụn kim loại bay tơi bời. Cả chiếc xe hơi dựng lên thẳng đứng, khượng lại chốc lát, lắc lư vài cái rồi lật nhào qua tảng đá lớn, nóc xe đập mạnh xuống dưới. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc Sukino đạp phanh, cũng có nghĩa là xe của chúng tôi vẫn đang lao theo họ, nếu không phanh kịp, kết cục cũng sẽ tương tự. Nhìn thấy tảng đá khổng lồ như đang lao nhanh vào trước mũi, tôi kinh hãi túm chặt tay nắm cửa, ra sức ngửa người về phía sau, mảng nhĩ đau buốt vì tiếng ma sát của lốp xe xuống mặt đường trói gắt. Sukino xoay mạnh vô lăng, chân phanh chân ga liên tục thay đổi, vụt cái, đầu xe xoay đi 90 độ thân xe quay ngang ra chính giữa đường, nhưng vẫn văng về phía tảng đá. Điểm va vừa hay đúng vào vị trí tôi ngồi, tôi lúc này đầu óc trống rỗng, chẳng còn lý trí đầu để sợ nữa. Tiếng ma sát của lốp xe càng thêm rùng rợn, trong xe sặc sụa mùi cao su cháy khét lẹt, tốc độ xe giảm dần, ơn trời cuối cùng đã dùng lại khi chỉ còn cách tảng đá tầm một mét. Tôi như nghe thấy tiếng đứt lượt phạt của các sợi thần kinh, toàn thân mồ hôi ướt súng. Lúc này tôi mới nhận ra Nguyệt Bính không biết từ lúc nào đã vươn của người sang chặn bên cạnh tôi, mặt mũi trắng bệch. Rõ ràng là nó định dùng chính cơ thể mình để đỡ đòn giúp tôi. Xin lỗi, các anh ổn chứ? Sukino vội vàng xin lỗi rồi bước xuống xe. Vì đi guốc mục, mặc kimono nên đi lại không được thuận tiện. Cô bèn đá văng đôi guốc mục, sốc cao kimono để lộ cặp đùi tròn lẳn, trèo qua tảng đá lớn. Mày không sao chứ? Nguyệt Bính quăng lại một câu rồi cũng xuống xe trèo qua tảng đá. Tôi gắng chân tĩnh, vội vã bám theo. Vừa nãy ở trong xe, bị tảng đá lớn cản mất tầm nhìn, không thấy tình hình của chiếc xe kia. Sau khi trèo qua tảng đá to cành, tôi mới hít ngược một hơi. Trong phạm vi 10 mét xung quanh chiếc xe, máu me bắn tung tóe cứ như có một trận mưa máu vừa đổ xuống con đường màu xanh đen. Chiếc AI-86 đã tan tành như một đống gạch vụn, Nhìn qua những mảng vỡ, có thể trông thấy những thi thể bị chèn ép nát bết. Tứ chi đứt lìa, không còn phân biệt được ai với ai. Gió thổi mạnh, cuốn mùi máu tanh bay lên sặc sùa. Sukino chắp tay, lầm dầm một hồi như niệm thần chú. Hồi lâu mới mở mắt ra, cúi dạp người trước dãy núi. Phải cẩn thận, chúng ta đã bị nguyền rùa. Sukino khẽ cắn môi, khói của cõi phàm đã chọc giận ma khói. Ma khói đã bắt đầu hành động rồi. Giờ thì tôi không thể không tin nữa. ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi ở đằng xa, từng đám hơi nước nghi ngút bốc lên từ suối nước nóng, tụ trong không trung, trông giống như cái miệng khổng lồ há ngoác lởm chởm răng nanh, hốc mắt trống rỗng âm hiểm nhìn về phía chúng tôi. Tôi dụi mắt, đùn khói lại bị gió cuốn tản mát, biến mất không còn tâm tích. Chúng ta có tạo ra khói đâu, tại sao phải cẩn thận? Tôi quay đi, không muốn nhìn thảm cảnh trong xe. Nguyệt Bính chỉ vào chiếc xe của chúng tôi, trên đường núi còn in hẳn một vệt phanh xe cháy đen dài ít nhất hơn 30 mét, lốp xe vẫn đang bốc khói vì ma sát, cái này là do chúng ta tạo ra. Lẽ nào truyền thuyết về ma khói là có thật? Đúng lúc đó, tôi cảm thấy cổ chân bị nắm chặt. Vội cái nhìn xuống, thấy từ trong bụi cỏ rậm rạp thò ra một bàn tay da thịt nát tương túng chặt cứng lấy chân tôi. Rồi sau đó lại thò ra một khuôn mặt ám khói xăng đen xì môi rách tết lộ ra hàm răng đẫm máu chỉ còn sót lại vài chiếc. 4. Bệnh viện Cô Bê, của phòng cấp cứu, Sukino, tôi. Lúc xảy ra tai nạn, có một thanh niên may mắn bị hất văng ra ngoài xe, đâm sầm vào vách đá, rơi vào trong có rầm. Lúc bị anh ta chộp lấy cổ chân, tôi đã nhảy dựng lên vì kinh hãi. Đến khi hoàn hồn, nhận ra đây là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn. Chúng tôi chẳng còn hồn vía đầu mà tắm suối nước nóng nữa. Tay nắm tay mười khiêng anh ta lên xe, phóng thẳng tới bệnh viện cô bê. Trên xe, tôi và Nguyệt Bính không rảnh tay chốc nào. Có bao nhiêu cách cấp cứu dốc ra bằng hết. Cầm máu, băng bó, cố định xương gãy, hồi sức cấp cứu đủ kiểu. Cho tới khi nạn nhân tình lình bật ho sặc sụa, thổ ra một cục máu đen xì. Chúng tôi mới yên tâm là anh ta còn sống. Tôi thở phào, Nguyệt Bính chùi hai tay đầy máu vào quần, móc thuốc lá ra theo thói quen nhưng lại lập tức nhét vào trong túi. Sukino mặt mũi căng thẳng, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn làn khói mù mịt trên ngọn núi đằng xa, sắc mặt vô cùng quái lạ. Nguyệt Bính hỏi mấy câu, cô cũng chỉ ậm ừ, không biết đang nghĩ gì. Có mấy lần còn như mất hồn suýt tông xe vào vách núi, may mà Sukino phản ứng nhanh, tay lái điều luyện nhưng dù sao cũng khiến chúng tôi trải nghiệm được thế nào là fast and furious trên đường quay về làn khói phàm trần do bánh xe gây ra không khiến chúng tôi gặp nguy hiểm gì nên tôi bán tín bán nghi khéo vụ tai nạn kinh hoàng kia chỉ là ngẫu nhiên cũng nên núi có suối nước nóng mạch núi bị đứt gãy gây lở đá cũng không phải chuyện hiếm gặp huống hồ tôi nghĩ nếu đúng như lời sukino nói thế thì khí thải của xe hơi cũng được tính là khói Vậy thì đáng lẽ ai lái xe lên núi cũng sẽ bị ma khói giết sạch mới đúng. Vừa đến bệnh viện, chẳng đợi chúng tôi phải làm thủ tục, nhân viên trực ban lập tức đẩy giường cứu thương lại, bác sĩ, y tá, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tập hợp, cấp tốc truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, chụp mặt nạ dưỡng khí rồi đấy ngay nạn nhân vào phòng cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên nghiệp thật đấy, Nguyệt Bính tấm tắc rồi chạy đi rửa tay, còn nháy mắt ra hiệu với tôi tôi hiểu nó muốn tạo cơ hội cho tôi tiếp cận với sukino tôi ngồi xuống bên cô nhưng nghĩ mãi không ra lời nào để nói sukino cho mày mấy lần ngập ngừng như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi cứ thế ngồi sượng bên nhau hồi lâu cô mới bật ra một câu anh bí anh có thấy khó chịu chỗ nào không tôi không hiểu cô muốn hỏi gì nhưng vẫn tỏ ra cảm kích trả lời cảm ơn cô quan tâm tôi rất ổn Su Kỳ có vẻ như không tin lắm, đưa mắt quét khắp người tôi giống như trổi quét nhà, cho tới tận khi nhìn thấy dấu tay máu trên cổ chân tôi. Cô mới khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi đứng bật dậy, vội vàng bỏ đi. Tôi ngỡ ngàng, chẳng lẽ nhìn thấy người tôi lem nhem máu me nên cô ấy thấy khó chịu. Tôi cúi xuống, thấy dấu tay ấy rõ nét lạ lùng, tới cả vân tay và chỉ tay đều rõ mồn một, phủ kín quanh cổ chân tôi. Trông nó giống như một loại huyết chú hay bàn tay quỷ Tôi đang loay hoay tìm cách lau nó đi Thì Sukino sam xăm, xăm chạy về Ngồi xuống trước mặt tôi Đặt xuống đất một lọ cồn và một nắm bông y tế Sukino dùng bông chấm cồn Ấn vào chân tôi, anh bí, ngồi yên Sau đó lau gột thật tỉ mỉ Sự quan tâm bất ngờ này khiến tôi hạnh phúc ngất ngây Nhưng lại nghĩ sao nỡ lòng nào Để một cô gái như thế phải lau chân giúp tôi liền luôn miệng từ chối nhưng sukino nhất quyết đòi lau cho tôi bằng được tôi đành ngồi đờ như phỗng hết sức áy náy và bối rối đành ngước mắt nhìn lên trần nhà sukino lau rất kỹ lưỡng cảm giác da tôi đã ngứa rát vì cồn nhưng sukino vẫn tiếp tục lau càng lau càng nhanh càng mạnh khiến da tôi bỏng rát như sắp tuột ra đến nơi lúc này tôi mới cảm thấy hơi bất thường vội vàng nhúc nhắc cái chân ý bảo cô dừng lại nhưng Sukino giữ chặt lấy chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi cất giọng gấp gáp. Anh bí, bây giờ không có thời gian giải thích, vừa nãy tôi sơ suất quá, nhưng có lẽ vẫn kịp cứu vãn. Câu nói này khiến đầu tôi ù đặc, chẳng lẽ tôi đã trúng phải huyết chú thật, vậy thì người bị thương kia là ai, sao lại yểm chú tôi? Sukino cứ như làm ảo thuật, trên tay vụt cây hiện ra một con búp bê giấy. Phụt một tiếng, ngọn lửa xanh lét bùng lên đốt con búp bê ra cho mấy mảng sam xám mỏng tang bay lên phơ phất kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy cái rát bỏng của lửa đốt mà ngược lại hình như có một luồng khí mát lạnh từ trong cơ thể tuôn ra tôi trấn tĩnh lại hỏi có chuyện gì xảy ra với tôi vậy sukino nghiệt túc đáp hy vọng con búp bê giấy có thể trục xuất được lời nguyền ra khỏi cơ thể anh lời nguyền tôi đang định hỏi tiếp bỗng thấy cổ chân đau rát đến tận xương kèm theo tiếng xèo xèo như nướng thịt, dấu tay giống như mỏ hàn, bốc khói xám mờ mịt, hàn sâu vào trong thịt, thất nghiến lấy cổ chân như muốn xiết gãy xương tôi. Bản chân tôi tím bầm vì thiếu máu. Tội nghiến răng chống chọi với cơn đau đớn, đầu đau như búa bổ khiến tôi thở không ra hơi, mồ hôi lạnh tủa ra ướt sũng mình mày. Mì. Máu huyết trong người như chạy rồn xuống cổ chân, dấu tay từ màu đỏ chuyển sang đen, nhanh chóng căng phồng lên nhưng vẫn thít chặt, cảm tưởng đã chạm tới tận xương ngả màu tím bầm ma quái tôi đau tới mức mặt mũi tái dài sukino ấn mạnh xuống vai tôi anh bí bình tĩnh không được để lời nguyền của ma khói xâm nhập vào trong phổi hít sâu vào rồi nôn ra ngay nỗi đau đớn kịch liệt khiến tôi gần như mất hết lý trí không tài nào bình tĩnh được chỉ còn có thể gồng cứng hai tay vật lộn với cơn đau nguyệt bính tóc tay ướt sũng quay trở lại thấy vậy thì chết sững Bí ngô, mày sao thế? Tôi không nói được lời nào. Nguyệt Bính xông đến bên cạnh Sukino, quát lên, cô làm gì bạn tôi thế? Sukino quay sang, và phải lọ cồn dưới đất khiến nó đổ lênh láng, không phải tôi, mà là ma khói. Sukino nhìn về phía phòng cấp cứu, kết quả sẽ có ngay thôi. Nguyệt Bính giờ mới nhận ra sự dị thường ở cổ chân tôi, vội vàng móc ra con dao găm thụy sĩ, rạch thẳng vào dấu tay một dòng máu đen kịt phun ra tung tóe, bắn cả lên mặt nó. Nhưng thật kỳ lạ, tuy da thịt bị rạch đứt, những dấu tay vẫn nằm nguyên trên cổ chân tôi. Có lẽ nó rất trừu tưởng, nhưng đích xác là vậy, nhìn vào trong vết rạch toang hoác, tôi vẫn thấy dấu tay in hẳn trong đó, cứ như nó mọc ra từ trong cơ thể tôi. Huyết chú, Nguyệt Bính thọc mũi dao vào trong vết rạch, khều vào dấu tay. Tôi toàn thân run rẩy, không ẹ một cái nôn ra một bọng khí ô chọc ư đọng trong lồng ngực. Nguyệt Bính cứ như đã nhìn thấy thứ gì, ngoái mũi dao vào trong vết thương của tôi, đùn ra một đống gì trắng xóa. Tôi nhìn mà ghê rợn, chỉ muốn chết mất, vô thức giật cây chân lại. Tôi bỗng phát hiện ra, cây chân vừa nãy không thể cử động được giờ đã cử động bình thường, cảm giác siết chặt quanh cổ chân cũng đã biến mất. Không, Sukino rú lên ngắn Nguyệt Bính lại, nhưng đã muộn rồi. Tôi chưa kịp nhìn rõ cái đống trắng lốp kia là gì, đã nghe thấy nó phát ra tiếng xì xì, biến thành một đụn khói xám xịt, lờ mờ như bộ mặt người, chui tọt vào lỗ mũi tôi. Cảm giác buốt nhói, tành tưới luôn theo khoang mũi chui thẳng vào phía quản, ngay lập tức, phổi tôi bỏng rát. Như thể có một bàn tay đang nắn bóp lá phổi tôi, nhưng không hề đau đớn, mà ngược lại còn rất dễ chịu. Muộn rồi, Sukino dậm chân hét lên lời nguyền của ma khói đã bắt đầu rồi cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra bác sĩ tháo khẩu trang xuống sắc mặt tràn đầy kinh ngạc mời mọi người vào đây xem nói xong quay người đi vào luôn sukino lại ngồi xuống ghế bộ kimono đã bị xé rách không đủ che kín thân hình gợi cảm của cô thu hút ánh mắt của không ít người sukino cắn môi tôi biết đó là cái gì rồi tôi không xem đâu hai anh cứ vào đi tôi muốn yên tĩnh một chút Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi vuốt ngực, ngoài cảm giác lá phổi bị nắn bóp ra, không có gì khác thường. Nguyệt Bính đã đoán ra hành động lỗ mãng của mình đã gây họa cho tôi. Sukino, chúng tôi cần lời giải thích của cô. Sukino lắc đầu, mái tóc dài rũ xuống che kín nửa bên mặt. Các anh cứ vào xem trước đi đã. Kể từ khi quen biết Sukino, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ủ rũ tuyệt vọng đến vậy trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an, nhưng rõ ràng tôi thấy rất dễ chịu kia mà. Bước vào phòng cấp cứu, cảm tưởng như các bác sĩ và y tá đều đã hóa đá, đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đó là hình ảnh siêu âm phổi của nạn nhân, trên lá phổi đen kịt khói thuốc hiện lên một khuôn mặt người trắng nhờ nhờ. Tôi cứ ngỡ mình lóa mắt, dụi vài cái nhìn lại, bộ mặt người vẫn ở đấy, in trên nền lá phổi lỗ chỗ, trông như bộ mặt bà lão nhăn nheo với đôi mắt nhắm hờ. Cứ như nhận ra tôi, hai con mắt bỗng mở choàng, con người trắng đục trống rỗng, cái miệng tuét ra một nụ cười. Nạn nhân bỗng bật ho dữ rồi, vội co rúm lại rồi lập tức trường phồng lên, từ trong miệng sủi ra từng đám bọt máu. Dường như tôi đã nghe thấy tiếng bà lão cười khe khe, trong ngực tôi cũng vang lên tiếng giọt dẹt kỳ quái. Ma khói, không biết ai hét lên đầu tiên tất cả mọi người trong phòng cấp cứu giống như bị trúng tà, đồng loạt bịt mũi lại, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Chỉ còn trơ lại tôi và Nguyệt Bính trợn mắt đứng nhìn nạn nhân chẳng chịt đủ loại dây nhợ đang nằm trên giường. Đi thôi, trên đường giải thích sau, Sukino đã đứng trước cửa. Anh Nguyệt, vì anh mà anh Bí đã bị trúng lời nguyền của ma khói rồi đấy. Trong vòng 12 tiếng phải tới được suối nước nóng xương trắng ở núi Rocco, có lẽ còn cứu được. Nam, Nguyệt Bính, tao không chết nhanh thế đâu mà lo. Trên xe, tôi vỗ vai Nguyệt Bính an ủi, nhưng lại ho một trận dữ rồi. Hé bàn tay ra, thấy một vệt máu đen, không muốn để Nguyệt Bính nhìn thấy, tôi vội vàng lau đi. Tao thấy cổ chân mày có một làn khí màu xám cuốn quanh, tạo lại cứ tưởng mày bị âm khí nhập vào người. Nguyệt Bính vò đầu bứt tóc. Tôi đã cảm thấy trong phổi bắt đầu mọc ra thứ gì cũng ngắc, bóp chặt lấy phổi tôi khiến động tác hít thở trở nên đau đớn nhưng tôi cố nhịn vì không muốn nguyệt bính phải ăn năn thêm nữa cảm giác buốt xé mỗi lúc một dữ dội trên trán tôi đã dịn đầy mồ hôi sukino nhìn trong gương chiếu hậu thấy vậy thì thở dài anh nguyệt cũng không trách anh được anh bí chúng phải lời nguyền của ma khói là sơ xuất của tôi trong truyền thuyết khói sinh mệnh trên núi Rokko chia thành hai loại là khói xám và khói đen lần lượt đại diện cho ma khói và bà khói. Chính họ đã sinh thành ra các đảo của Nhật Bản và sinh linh trên đảo. Truyền thuyết nói rằng, trong lúc bà khói bận rộn sinh nở, ma khói không chịu nổi cô đơn nên đã đi du ngoạn, đến vùng quê Izumo thì gặp nàng Kusinadahime. Say đắm trước sắc đẹp của nàng, ma khói liền hóa thành một võ sĩ anh Tuấn theo đuổi nàng. Nhưng Kusinadahime đã có ý trung nhân, lúc đó đang vẫn du luyện phép, nên nàng không hề động lòng trước ma khói. Nào ngờ ma khói lại quá si tình, dựng lều sống ngay bên cạnh nhà Kusinadam. Mỗi sáng sớm, vòi nước nhà Nadahime đều ấm ấp nước suối trong lành, đồng ruộng được cầy bừa tinh tương. Cứ như vậy nửa năm, ý trung nhân của Kusinadahime vẫn chưa trở về. Tất cả mọi người trong làng, gồm cả cha mẹ của Kusi. Inadahime đều khuyên nàng lấy võ sĩ si tình. Nhưng Koshi Nadam chỉ cười lắc đầu, nói rằng nếu ý trung nhân không trở về, nàng sẽ ở vậy cả đời không lấy chồng. Có lẽ thời gian chờ đợi đã mài mòn nhiệt huyết của ma khói, có lẽ sự lạnh lùng của Koshi Nadahime đã dập tắt ngọn lửa tình yêu, vào một đêm mưa gió, ông ta đã âm thầm bỏ đi. Nhưng sau khi ông ta bỏ đi, Izumo mưa lớn liên miên nhiều tháng, nhà cửa bị phá hủy, dân làng phải chạy lên núi, săn bắn hái lượm sống qua ngày có người nói rằng sự cố chấp của Hime đã làm tổn thương trái tim võ sĩ nên ông trời mới giáng mưa lớn để trừng phạt. Một sớm khi dân làng đang đội mưa hái quả dại trên núi chợt nhìn thấy dòng lũ dưới khe có chuyện lạ thường. Một con mãng xà thoát ẩn thoát hiện trong dòng nước chốc chốc moi lên rồi lại rơi tóm xuống dậy sóng tận trời. Dân làng đang cho là long vương hiển linh bỗng thấy mãng xà há miệng hút hết toàn bộ nước lũ vào trong bụng và hình hài của mãng xà cũng được phô ra. Mắt nó đỏ rực, to như đèn lồng, có tám cái đầu, tám cái đuôi, mình mọc đầy rêu xanh, cây bách và cây tuyết tùng, cơ thể khổng lồ có thể lấp đầy tám thung lũng và tám quả núi. Nhưng cái bụng nó đầm đìa những máu, giống như đã bị thối rữa. khi nó bỏ đi, máu thịt dây khắp thung lũng. Cho tới hiện nay, nước suối trên núi ở vùng Izumo vẫn mang màu đỏ, ở đây cũng có nhiều đá đỏ mọi người nói rằng đó là máu thịt của mãng xà khi xưa. Yamata no Orochi, tôi và Nguyệt Bính đồng thanh kêu lên. Sukino lấy làm lạ, sao các anh lại biết thế? Nguyệt Bính ậm ừ không nói năng gì. Tôi thầm nghĩ hồi xưa ở ký túc xá ngày nào chúng tôi chẳng cầy game The King of Fighter, đương nhiên là quá rảnh con rắn tám đầu Orochi rồi. Khi dân làng đang xì sụp vái lại, Yamata no Orochi liền mở miệng nói tiếng người nếu muốn trừ họa lũ lụt, mỗi năm phải hiến tế một cô gái. Dân làng hoảng sợ, đương nhiên răm rắp nghe theo. Vốn dĩ đã bất mãn với cô Sinadahime, họ liền đưa cô ra làm vật hiến tế. Vào ngày hiến tế, cô Sinadahime cất tiếng hát bị thương, hát khúc hoa anh đào, dõi mắt về nơi xa mong mỏi ý trung nhân kịp về cứu mình. Cứ hát mãi cho tới khi nước mắt nàng đỏ như máu, rơi lên hoa anh đào. Từ đó về sau, hoa anh đào của Izumo đều mang màu đỏ. Cho tới khi Orochi hiện ra, chuẩn bị ăn thịt cô gái thì ma khói hóa thân thành võ sĩ xuất hiện, giao đấu ba ngày ba đêm với Orochi, cuối cùng chém chết mãng xà, tìm ra thanh kiếm Amanomura của Ma khói cũng bị trọng thương, nàng Koshi Nadahime cuối cùng đã rung động, chăm sóc cho võ sĩ hơn nửa năm cho tới khi hồi phục, rồi nhận lời cầu hôn của võ sĩ. Tiệc cưới rất thịnh soạn, Võ sĩ uống tới say mềm, được dân làng dìu vào động phòng. Có đám trẻ con nghịch ngợm trốn dưới cửa sổ nghe lén, thấy trong phòng vọng ra tiếng kêu la thảm thiết. Khi dân làng chạy tới, đạp cửa xông vào, đều sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng. Trong phòng loang lổ máu, trên giường là một cái xác đàn ông không đầu, một cái đầu quỷ hai sừng bất động trong vũng máu. kusinade Nanahime treo cổ trên xà nhà. Thanh kiếm Kusanagi hai đẫm máu rơi ở góc giường. Dân làng chôn cất Kushi Nadahime rồi mời nhà sư tới tụng kinh, hỏa táng ác quỷ, rắc cho cốt vào tung lũng để vĩnh viễn không được siêu sinh. Sukino ngừng lại một chốc, đánh tay lái vòng qua một khúc cua. Các anh có biết tại sao lại như thế không? Tôi nghe mê mải đến quên cả đau. Đáp, Orochi biến thành ác quỷ tới báo thù. Sukino không nói gì lại nhìn sang Nguyệt Bính. Đây chính là nguồn gốc của lời nguyền ma khói. Nguyệt Bính nhướng mày, chân thân của Orochi chính là ý trung nhân của Kusinadahime, đã bị ma khói tìm ra, yểm bùa biến thành con quái vật hung tàn chuyên ăn thịt thiếu nữ. Một chút tình quyến luyến đối với quê cũ và Kusinadahime còn sót lại trong tim đã khiến anh quay trở về Izumo, nhưng lại đã quên đi mọi chuyện trước đây. Ma khói thừa cơ biến thành võ sĩ, giờ chiêu anh hùng cứu mỹ nhân vừa giết chết được tình địch vừa chiếm được tình yêu của Kusinada hime tôi trợn tròn mắt thầm nghĩ cái thằng nguyệt bính này không đi viết tiểu thuyết thì đúng là lãng phí trí tưởng tượng biến thái nhưng sukino lại hào hứng dục anh nói tiếp đi nhưng ma khói không ngờ oán niệm cuối cùng của mãng xà orichi đã hóa thành thanh kiếm kusanagi giết chết ma khói trong đêm tân hôn khiến ma khói phải hiện nguyên hình Cô Na Đàm nhận ra chồng mình là quỷ, không biết có phải đã nhận ra được nguyên nhân hay không, nên đã tự sát vì xấu hổ và tức giận. Thế còn lời nguyền ma khói ở đâu? Tôi vặn vẹo. Rất đơn giản, cho cốt của ma khói ở trong thung lũng, phân tán khắp nơi, dân làng hít phải liền sinh ra oán niệm. Tôi đoán thế thôi chứ không biết có đúng không? Nguyệt Bính bỗng vỗ đùi kêu lên. Tôi nghĩ ra rồi. Nghĩ ra gì cơ? Sokino mỉm một nụ cười hiếm hoi, Nguyệt Bính nhìn về phía ngọn núi Rocco khói tỏa nghi ngút, tôi đã quên mất một người phải không? Anh thật thông minh, Sokino tán thưởng. Tôi nghe mà đầu óc rối mù, chẳng hiểu gì cả. 6. Bà khói phát hiện ra ma khói mất tích, lại biết được chồng mình bỏ mạng vì một cô gái phàm trần, vừa ghen tuông vừa oán hận, đi khắp nơi tìm ma khói báo thù. Cho cốt của ma khói bị hít vào trong cơ thể dân làng Mang theo oán niệm trước khi chết nên vẫn thấy hổ thẹn với bà khói. Nên con cháu của người dân trong làng đời đời kiếp kiếp căn dặn nhau không được phép bén mảng đến núi rocco càng không được đốt khói trong núi. Vì làm như vậy, oán niệm của ma khói trong phổi sẽ theo khói bay vào trong núi, đánh thức bà khói, gây nguy hiểm tới tính mạng. Sukino kể xong, tôi mới nhận ra sắc trời đã ngả tối. Chiếc xe đã chạy vào trong rừng, sóc này trên mặt đường mấp mô. Phổi tôi lại đau đớn dữ rồi, tôi đành phải dựa vào thành ghế, há miệng thở dốc. Tôi vẫn còn vài vấn đề chưa hiểu. Nguyệt Bính chau mày, "Thứ nhất, nếu nạn nhân vừa nãy là hậu duệ của dân làng, tại sao còn dám lên núi cô Thứ hai, tại sao lúc sắp chết, anh ta lại chụp lấy bí ngô? Thứ ba, lời nguyền đó là gì? Thứ tư, suối nước nóng xương trắng là gì? Thứ năm, tại sao trong phổi của nạn nhân lại xuất hiện bộ mặt bà lão?" Sukino thình lình đạp phanh xe, đầu tôi vập thẳng vào lưng ghế trước, may sau ghế bọc ra nên không đau mấy. Những câu hỏi của Nguyệt Bính cũng là điều tôi thắc mắc. Đi về trước khoảng chừng trăm mét, rẽ trái đi hơn ba trăm mét, sẽ nhìn thấy suối nước nóng xương trắng. Sukino tắt máy xuống xe, giúp tôi mở cửa xe, tôi sẽ cố gắng kể thật ngắn gọn. Nhiều đời qua đi, dân làng không còn tin vào điều kiêng kỵ nữa. Nhiều người muốn tới núi Rocco để chứng minh đây chỉ là lời đồn nhảm. Thế nhưng, quán niệm của ma khói không bao giờ chết. Khi một người mang lời nguyền của ma khói sắp sửa chết đi, sẽ chụp lấy cổ chân của một người bất kỳ bên cạnh, dùng máu của mình truyền lại lời nguyền oán hận cho người tiếp theo. Ở trong bệnh viện, tôi đã dùng búp bê giấy hút lấy lời nguyền oán hận của ma khói, nhưng tự dưng anh lại xông vào, lùa nó ra khỏi cơ thể anh bí, biến thành khói đi vào trong phổi thế là anh bí biến thành người bị nguyền rùa tiếp theo suối nước nóng xương trắng hình thành từ nước mắt thất vọng của bà khói quanh năm sương mù bao phủ nghe nói sương mù đó cũng là nỗi oán hận của bà khói những người bị yếm lời nguyền của ma khói đều phải tìm tới suối nước nóng xương trắng nghe nói chỉ cần được bà khói tha thứ sẽ giải trừ được lời nguyền không thì chỉ có nước chết nạn nhân kia đã truyền lại lời nguyền sang người anh bí bây giờ sống chết cùng một thể với anh bí nếu anh bí không tự giải trừ được lời nguyền thế thì khi nạn nhân chết anh bí cũng phải chết theo còn tại sao trên phổi lại xuất hiện bộ mặt bà già tương truyền bởi vì đến khi ma khói chết đi mới nhận ra người mình yêu sâu sắc vẫn là bà khói lại cộng thêm lòng hối lỗi ăn năn nên oán niệm tích tụ trong phổi tự nhiên cũng hóa thành khuôn mặt bà khói tôi thầm nghĩ khi tôi hút khói thuốc vào trong phổi tình yêu của tôi đã đủ để biến làn khói thuốc thành khuôn mặt cô trong lá phổi tôi chưa? Giờ chúng ta phải làm gì đây? Nguyệt bính sắn quần, sai lầm là do tôi gây ra, tôi nhất định sẽ bù đắp. Chúng ta, Sukino lắp đầu, chỉ có người mang oán niệm của ma khói mới vào suối nước nóng xương trắng được. Anh Nguyệt và tôi sẽ phải ngồi ngoài đời. Cứ ngỡ có hai người này hộ giá nên tôi tạm yên tâm, giờ nghe Sukino nói vậy, tôi thấy người mình lạnh ngắt. Nhưng tôi không thể để bạn tôi một mình đi vào suối xương trắng được. Nguyệt Bính vẫn ngoan cố. Sukino vì vào rừng cây phía trước, vô ích, chỉ có anh Bí mới nghe thấy tiếng gọi trong đó, phải không? Tôi nghiêng tay lắng nghe, từ trong rừng cây vang ra tiếng gọi cực kỳ mê hoặc Khương Nam. Khương Nam, mau tới đây, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Tôi nhận ra hai người kia không có phản ứng gì, chẳng lẽ đây chính là tiếng gọi là Sukino nhắc tới trước mặt tôi cỏ dại um tùm sương mù bảng làng bị tán cây ngọn cỏ cắt thành vô số sợi mảnh lúc tan lúc tủ lờ mờ kết thành hình một người đàn bà vẫy tay với tôi sau đó lại tan vào trong rừng nguyệt bính mày có nhìn thấy gì không tôi không biết thứ tôi nhìn thấy liệu có phải là ảo giác nhìn thấy gì cơ nguyệt bính cảnh giác nhìn vào trong rừng Sukino viến lại trước mặt tôi nhìn tôi một chốc rồi bỗng vòng tay ôm lấy tôi anh Bí, xin lỗi, là sơ suất của tôi. Giờ báo hại anh phải chịu trận một mình, thế nhưng, để sống sót, chỉ còn cách này thôi. Cái ôm đột ngột khiến tôi bay bổng trong hạnh phúc tràn trề, toàn thân bằng bừng như phát sốt, hào khí hùng hực, thầm nghĩ, ít nhất cũng phải 36C. Vì cái ôm này, có chết tôi cũng chẳng sợ. Nguyệt Bính, tôi đứng thẳng dậy, khẽ đẩy Sukino ra, yên tâm, Điều gì tao cũng phải quay lại tìm mày. Nguyệt Bính cố nặn ra một nụ cười, vỗ vai tôi nói cẩn thận, lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm, cứ chạy cho nhanh nhé. Tôi nghe mà giờ khóc giờ cười. Bên tai tôi lại nghe thấy tiếng gọi vang vẳng, những giọt sương mù li ti trắng xóa bám trên lá cỏ, ngưng động thành những giọt nước trong suốt tựa pha lê. Tôi hít sâu làn hương thơm thanh khiết của cỏ dại, trịnh trọng cất bước tiến vào lãnh địa của suối nước nóng sương trắng quay đầu nhìn lại lần nữa, sương mù răng kín, không còn nhìn thấy hai người kia đâu, đành phải tiếp tục tiến vào rừng theo như lời mô tả của Sukino. Tuy không nhìn thấy, nhưng vì khoảng cách gần nên tôi vẫn nghe loáng thoáng có tiếng thì thào, Sukino, suối nước nóng sương trắng trông như thế nào. Tôi không biết, bởi vì tôi chưa gặp ai trở ra cả, suýt chút nữa thì tôi ngã lộn cổ vào bụi cỏ. 7. Chân tôi khựng lại, Thầm nghĩ sao tôi phải mạo hiểm thế này. Nếu cái gã bị thương kia được cứu sống thì tự nhiên tôi cũng sống ngon lành thôi. Nhưng nghĩ lại, về sau mộ nhỡ hắn bị chết đuối, hỏa hoạn, xe tông, chẳng phải tôi cũng ngòm củ tỏi theo. Tính mạng phụ thuộc vào kẻ khác, cảm giác ấy thực không dễ chịu chút nào. Thôi kể, cứ liều một phen. Lúc này, tôi nhận ra màn xương đã dày đặc hơn nhiều, gần như lặng phắc, đi trong xương cảm tưởng như bơi trong biển sữa. Ngoài sương mù ra, tôi chẳng nhìn thấy gì hết, bàn chân dẫm vào trong bụi cỏ, nghe có tiếng vụn vỡ vang lên, cảm giác như ngói mục, nhưng tôi lại mường tượng mình đang bước đi trên một vạt sương người. Tôi ngồi xuống, đưa tay sờ lần, nhặt lên một mảnh tròn tròn dài dài, vừa bóc khẽ đã vỡ vụn, mùi vôi bốc lên khiến tôi hát hơi ẩm ý. Chắc chắn là một khúc xương, nghĩ tới dưới chân là một thảm xương người. Tôi rợn cả tóc gáy, không dám bước tiếp nữa. Đúng lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Anh bí, sâu trong sương mù hiện lên một cái bóng lờ mờ, Sukino chạy tới. Tôi thở phào, nhìn về phía sau cô ấy, không thấy Nguyệt Bính đâu. Người nào tới đây, lõa thể xuống suối, tâm ác thì chết, tấm thiện thì sống. 8. Tôi ngẩn người, câu nói này tôi hiểu, nhưng thế nào là tâm ác Thế nào là tâm thiện? Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, tôi nhìn sang thì thấy Sukino đã chốt bỏ bộ kimono, để lộ trọn vẹn thân hình thanh xuân quyến rũ không bút nào tả xiết, rồi bước từng bước xuống suối nước nóng. Tới đây ai cũng phải tắm, tôi cũng vậy. Sukino khẽ chạm bàn chân xuống nước, rồi bước hẳn xuống suối. Nước hơi nóng một chút. Bắp chân thon thả, cặp đùi tròn trịa, cặp mông căng mẩy vòng eo lượn cong hoàn mỹ mái tóc dài nổi bập bềnh trên mặt nước cô nằm dưới suối giơ tay vẫy tôi bộ ngực căng tròn trắng mịn thoát ẩn thoát hiện dưới làn nước mờ mịt khói anh bí xuống đây đi hình ảnh quá ư nóng bỏng khiến tôi như phát sốt nhưng tôi vẫn đứng được ra tại chỗ không nhúc nhích anh ngại cởi quần áo trước mặt người khác phải không thế thì tôi quay lưng lại nhé sukino để người về phía trước Bơi đi như một nàng tiên cá sang bờ đối diện, quay lưng lại phía tôi. Tôi đang tần ngần thì lồng ngực bỗng đau bốt như bị bóp nghẹt, dường như có thứ gì đó bớt ra khỏi phối, lao về phía dòng nước suối. Tôi ôm ngực vì đau, nhưng lại sờ thấy lồi lên một cục. Vội vàng phanh áo ra nhìn, thấy trên lồng ngực tôi nhô lên một khối trông như bộ mặt người, đang há miệng cười tuét, rồi lại lặn vào trong nỗi sợ hãi vì cơ thể biến dị khiến tôi quên cả xấu hổ, luống cuống cởi quần áo. Dù Sukino không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn lúng túng che chỗ cần che, rồi ngồi xuống dòng suối cách cô ấy thật xa. Sukino khẽ khẽ khỏa nước, dòng nước bắn tung, men theo cần cổ mảnh rẻ chảy vào trong suối, làn da trắng mần mờ khói, ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, nhạt, Rồi cô bỗng đứng bật dậy, để lộ nửa thân mình, dung dinh một sự quyến rũ chết người tôi thực sự không dám nhìn tiếp ngồi im thiên thít đôi mắt không biết đề vào đâu chỉ biết cắm đầu nhìn xuống suối dòng nước màu đen không thể cản trở ánh nhìn của tôi và tôi đã nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy suối giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại gọi là suối xương trắng dưới lòng suối rát đầy những cái đầu lâu trắng hết vẫn còn nguyên vẹn miệng há ngoác trong một góc độ gần như phá vỡ cực hạn của khớp hàm chứng tỏ trước khi chết phải chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng khủng khiếp tôi lại nghĩ ra một chuyện, máu thịt bám trên những cái sọ người kia hẳn đã tan vào trong dòng suối nóng ngùn ngụt này. Tức là tôi lúc này khác gì đang ngâm mình trong một nồi canh. Thịt người, cảm giác ghê tởm khiến tôi khiếp đảm, tôi cuống cuồng bò vội lên bờ. Dòng suối cũng đã bắt đầu biến đổi, từ kẽ hở giữa những sọ người, bọt nước rùi lên ảo ảo, vỡ bòm bọp trên mặt suối, nước nhanh chóng nóng lên, bỏng rát không thể chịu đựng nổi. Tôi bám vào hòn đá ven bờ, đang định nhảy lên, mới sực nhớ ra Sukino vẫn đang ở dưới suối. Dòng suối bốc khói ngùn ngụt, réo lên thể thiết như thể những cái đầu lâu đang đồng thanh rên rỉ, tôi không nhìn thấy Sukino đâu nữa. "Sukino!" tôi lo lắng gọi to, dòng nước nóng bỏng khiến người tôi đau rát, tưởng sắp tuột ra đến nơi. Đang lúc luống cuống, cổ chân tôi bỗng bị chộp lấy rồi lôi thẳng xuống nước. Sức kéo rất mạnh, Tôi suýt chìm nhìm, sặc liền mấy ngụm nước. Nước đã nóng đến không chịu nổi, tôi chỉ còn biết liều mạng dãy ruộng để tòi người lên trên. Lúc này, tôi đã nhìn thấy, kẻ đang kéo chân tôi là một người toàn thân nát bấy, da chảy chợt từng mảng như bỏng nước sôi, không nhìn rõ hình thù, nhưng mái tóc dài kia và cái nốt ruồi nhỏ xíu trên mảng da lành lặn còn sót lại dưới cổ khiến tôi lập tức nhận ra đây là ai. Tôi đạp mạnh xuống đáy suối, dẫm nát mấy cái sọ người, bàn chân đau rát vì bị mảnh xương cứa phải, nhưng nhờ đà của cú đạp, tôi ngoi mình lên được mặt nước, há miệng thở dốc, bám lấy tảng đá ven bờ cố gắng trèo lên, toàn thân đỏ lừ, rát bỏng. Còn thân hình nát bấy kia đã nằm lại dưới đáy suối. Sokino, tôi gào lên như điên dại, chạy qua chạy lại không biết phải làm thế nào. Ừm, nước bắn tung tóe, Sokino đứng bật dậy, bộ da đã tuột sạch khỏi cơ thể lộ ra lớp cơ thịt đẫm máu và những bó gân chẳng chịt như run, khuôn mặt gần như chỉ còn là một cái đầu lâu bám vài mảng thịt đỏ lòm. Anh có yêu em không? Cô chậm chạp bước lại gần tôi, nước lẫn máu nhiễu dòng dòng trên cơ thể, hốc mắt cũng ứa ra hai dòng nước máu. Nếu yêu em, hãy cùng em ở lại nơi đây, được chứ? Cô tiến lại trước mặt tôi, chúng ta sẽ giống như họ, thoát khỏi giới hạn sinh mệnh, vĩnh viễn bên nhau, anh có muốn vậy không tuy cảnh tượng vô cùng rùng rợn nhưng giọng nói của sukino vẫn dịu dàng mê hoặc đến khó cưỡng có lẽ chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng tôi khẽ gật đầu giọng khàn đặc anh sẵn lòng vậy thì xuống đây với em mau lên con người đẫm máu vẫy tay với tôi bàn tay vằn lên từng bó dây chẳng trắng hiếu tôi như bị thôi miên bước từng bước lại gần nhảy ùm xuống suối nước nóng sùng sụp nhưng thật kỳ lạ, lần này tôi chẳng hề thấy nóng, mà trái lại, dòng nước lạnh ngắt khiến tôi sờn da gà. Con người máu kia có vẻ kinh ngạc trước hành động của tôi, đứng đờ ra giữa suối lầm bầm, trên đời này quả thực có người sẵn lòng cùng chết với người mình yêu sao? Thế thì tại sao chàng lại ruồng bỏ ta, thà lần trốn sâu trong lá phổi của con người, nhất quyết không muốn nhìn mặt ta? Tôi dùng mình choàng tình, cảnh tượng trước mắt bỗng hiện rõ mồn một đứng trước mặt tôi nào phải là Sukino, cũng chẳng phải con người máu rùng rợn, mà là một bà lão già khỏm, tóc đã rụng trại, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn. Lưng bà ta còng gập, mặt gần như chạm vào dòng suối, miệng ho sù sụ phun ra từng luồng khói trắng, nhưng rồi lại bị bà ta hút vào. Ta đã tìm chàng bao nhiêu năm nay, cuối cùng đã sắp tìm đủ rồi. Chàng đừng hòng chạy trốn, bà lão bật cười, bộ y phục bằng vải thô trắng quấn chặt vào cơ thể, lồi lõm nổi lên vô số những mặt người. Mỗi khuôn mặt một biểu cảm, có đau khổ cùng cực, có đau đớn kêu gào, có dãy rụa biến dạng, nhưng tôi đã nhận ra, đều là khuôn mặt của cùng một người. Khuôn mặt của một bà lão. Lồng ngực tôi lại đau dữ rồi, lồng ngực căng cứng như có thứ gì lồng lộn muốn chui ra. cúi đầu nhìn xuống, là một khuôn mặt giống y hệt với những khuôn mặt in trên người bà lão. Đây là cây cuối cùng, bà lão bật khóc, Susanoo, cuối cùng chàng vẫn nhớ đến ta, cuối cùng chàng đã quay trở về. Ta sẽ giúp chàng hồi sinh, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Ta không muốn, bộ mặt người yên trước ngực tôi đột ngột lên tiếng, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bà lão giận dữ chừng mắt nhìn tôi, chàng không thoát được đâu. Chàng phải ở bên cạnh ta, giống như chàng đã hứa trước đây, ở bên ta vĩnh viễn. Dứt lời, bà lão há ngoác miệng, ra sức hút vào không khí xung quanh giống như bị hút cả vào trong bụng bà lão bụng bà lão nhanh chóng phình to như cái trống bộ mặt người trước ngực chợt thì thào với tôi mau mang ta rời khỏi nơi này cứu ta với ta có thể cho ngươi tất cả những gì người muốn gồm cả cô gái ấy hãy để ta an toàn ẩn trong ngực ngươi cả đời bà ta già cả xấu xí thế này không còn là người ta yêu năm xưa nữa ngươi cũng đã thấy rồi đấy người cũng không chịu nổi nếu phải sống bên một người già khọm và xấu xí phát ghê phải không? Tôi nghe mà căm ghét không để đầu cho hết. Ông đã hứa với bà ấy, ông phải giữ lời, bất chấp sự tàn phá của thời gian. Cái mặt người thôi dãy rủa nhô hẳn ra khỏi lồng ngực, nghiêm túc nhìn tôi, trái tim ngươi rất sạch sẽ. Phụt, vô số tia khói mảnh như tơ tằm phụt ra từ các lỗ chân lông trước ngực tôi, bay vào miệng bà lão chàng đã trở về toàn bộ. Bà lão reo lên, giọng cũng dịu lại. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Rồi vừa lặp đi lặp lại câu nói ấy, bà ta vừa bước lên khỏi dòng suối, sang bờ đối diện, dần dần biến mất trong rừng cây rậm rạp. Gió lạnh từng cơn thổi tới khiến tôi toàn thân lạnh cứng, run cầm cập. Lúc này, khói mù đều đã tan hết, bầu trời trong vắt lấp lánh ánh sao khiến cho màn đêm vô biên trở nên sinh động. Nghe nói sau khi người ta chết đi, ký ức của kiếp trước sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời, lặng lẽ dõi theo người mình yêu nhất. Không biết đâu là ngôi sao thuộc về tôi. Bí ngô, tiếng nguyệt bính từ xa vọng lại. Anh bí, giọng su kino nôn nóng. Màn xương trắng xóa ngăn cách suối nước nóng xương trắng với nhân gian đã tiêu tan. Tôi đã vượt qua thử thách và chưa chết. Trong lòng lâm lâm tự hào, tôi quay về phía rừng cây thấy Nguyệt Bính và Sukino đang rẽ cây chạy tới. Nguyệt Bính, tao vẫn sống nhăn răng ra đây này. Tôi hô ầm lên. Nguyệt Bính thình lình khượng lại, kinh ngạc nhìn tôi, quần áo mày đâu, sao tổng mồng thế? Á, à, Sukino mặt đỏ dần, vội quay người đi. Tôi hí hửng quá đỗi nên quên biến mất mình vẫn nốt toàn tập, xấu hổ không để đâu cho hết. Ừm một tiếng, tôi nhảy đại xuống suối, Nguyệt Bính, lấy giúp tạo quần áo ở đằng kia. 9. Trên đường quay về bệnh viện, Nguyệt Bính cười cười bắt tôi kể lại sự việc, Sukino chăm chú lái xe. Tôi xấu hổ tới mặt mũi đỏ dần, ấp a à, ấp úng kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Cả ba chúng tôi đều thấy quái lạ, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân. Sukino xuất hiện bên cạnh tôi là ai, là do bà lão biến thành ư? Vậy bà lão lại là ai, lẽ nào đúng là bà khói trong truyền thuyết? vì muốn trốn tránh sự tìm kiếm của bà khói nên ma khói đã trốn vào trong phổi của rất nhiều người những cái sọ người ở trong suối nước nóng từ đâu mà ra có phải là những kẻ đã bị mê hoặc bởi lời hứa của ma khói muốn mang ma khói chạy trốn thực ra trong lòng tôi đã có câu trả lời câu trả lời về tình yêu và lời hứa nhưng tôi không muốn nói ra mỗi người có cách nhìn nhận và quan điểm khác nhau nguyệt bính vươn vai chúng ta còn sống cả đây chính là kết quả tốt nhất. Một tia nắng mai dọi ra từ sau dãy núi xa, rát lên mặt đất những tia vàng rực rỡ. Vạn vật thức tỉnh, chim chóc líu lo trong rừng cây, một ngày mới đã bắt đầu. Có biết võ sĩ chém chết con mãng xà tám đầu tên là gì không? Sukino mỉm cười hỏi. Susanoo, với tôi, việc này không còn quan trọng nữa. Giá trị của sinh mệnh chính là sự tồn tại của sinh mệnh. Người bạn tôi tin tưởng nhất ở bên cạnh, người tôi yêu thầm ở bên cạnh, còn gì vui sướng hơn thế nữa. Bí ngô miệt bính gãi mũi, mày nên giảm béo đi, cơ bụng tám múi giờ bầy nhảy như đống mỡ ấy. Thằng khốn, tôi quát âm lên. 10. Về đến bệnh viện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, bộ mặt quái dị trên phổi cũng đã biến mất. Sukino và cảnh sát lấy khẩu cung về vụ tai nạn, để đề phòng sơ sẩy. Nguyệt Bính bắt tôi khám sức khỏe toàn thân, ngoài vài vết đen lốm đốm trên phổi ra, tất cả đều bình thường. Khéo hai thằng mình phải cai thuốc thôi, Nguyệt Bính cầm tấm phim chụp ít quang, nói, nếu những lốm đốm này mà xếp thành hình Sukino, mang cho nàng xem thì thể nào nàng cũng đổ. Tôi bỗng nhớ tới thân hình mỹ miều của Sukino trong suối nước nóng xương trắng, đương nhiên là khi kể chuyện, tôi đã cố tình lờ tịt chi tiết này đi, hai tay chợt nóng ran, hay không thì có nghĩa lý gì đâu. Đau lòng tâm còn chẳng biết làm sao, nữa là đau phổi. Ghê cả người, Nguyệt Bính ra bộ nôn hề. Mấy ngày nữa trôi qua, cái tay cua kia đúng là hồi phục nhanh đến kinh người, vào cái đã xuất viện. Jack vẫn bặt vô âm tín, và tâm trạng vui vẻ của tôi bắt đầu bị xáo trộn bởi ghen tuông. Một hôm, tôi và Nguyệt Bính đang vô công rồi nghề ngồi trên ban công khách sạn chuyện phiếm, của phòng đột nhiên bị đầy mờ. Sukino bước vào, tay cầm một sấp ảnh, Kuroba đi sát theo sau. Đã có manh mối của rách, Sukino đưa sấp ảnh cho chúng tôi. Núi Phu Sĩ, hoa anh đào nở rộ, trắng xóa như tuyết, dưới gốc anh đào có một gã đàn ông tóc vàng, đang ngẩng đầu ngắm hoa. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt, Sukino trông rất phấn chấn, sắc mặt ửng hồng. Phản ứng lạ lùng của Sukino khiến tôi ngỡ ngàng. Nguyệt Bính nhanh miệng hỏi, "Sukino, cô muốn gặp ai thế?" Người chụp những bức ảnh này, Kuroba Tung Tung đáp, nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Nhật Bản, được mệnh danh là bóng của quỷ súc, Sajima Kazushi. Sukino búi mái tóc dài lên, để lộ ra cần cổ xinh đẹp và tôi nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ xíu màu son. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn